cười banh xác thiệt chứ nghe bạn trung hiển nói về sư cảnh tuệ đó mọi người hỏi chứ bả đi lên trên cái núi chỗ ông thích minh tuệ để tu đó để làm cái gì thì cái mục đích của bả làm cái gì thì mình không có biết nhưng mà mình chỉ đoán thôi nha mình đoán đó bả lên trên đó chắc có lẽ là bả cũng muốn hại ông minh tuệ thôi chứ không có cái ý tốt nào hết trơn tại vì bây giờ nếu như bả xích mích với cái người nào đó thì ông minh tuệ ông cũng đâu có xử được đâu tại mấy người đó đâu phải là đầu đệ gì của sư minh tuệ đâu đúng không mọi người chỉ là mấy người đi theo ổng rồi giờ không đi nữa là thôi chứ đâu có có, có phải là ổng là người đầu đàn để mà ổng xử lý gì đâu thì chắc có lẽ là bà nội này nó là mon men lên trên đó nha lên trên đó để làm chi biết không để đem cái chai nước lên đưa cho minh tuệ uống mọi người cũng biết rồi nếu như là cái chai nước bình thường á thì đâu có chuyện giữa bả với lại những người kia hổm rại lùm xùm đó bây giờ chắc bả làm y chang vậy đó bả đem mà chai nước mà nó có cái thuốc kích thích đó mọi người đem lên trên đó cho sư huynh đệ uống mà trong khi đó ở rừng rậm không có ai hết trơn á mà có một mình bả với lại sư huynh đệ thôi nếu như mà sư uống cái cái chai nước đó rồi á thì á là là khi mà bị kích thích rồi thì làm sao mà sư huynh đệ kịp chế cho được thì nếu có chuyện gì xảy ra coi có phải là công sức của sư huynh đệ mà tu bao nhiêu năm nó nó thành công cốc không mà còn bị chửi nữa đúng Đúng không đó cho nên nó là bà này là có chắc có mua đồ như vậy thôi chứ không có chuyện gì mà đi lèo chèo rừng vượt suối để mà tìm sư tuệ đó là cái gì chứ xin lỗi mọi người nha bữa nay mình bệnh quá trời luôn à mà mình thấy Trung Nguyễn đưa cái thông tin thì lên mình cảm thấy mắc cười, <cười> Cho nên nó là mình lên mình nói vậy thôi mình quy chụp cho bà vậy thôi chứ không biết trong lòng của bà như thế nào ha nhưng mà mình quy chụp vậy thôi bà có nội bà có nội ơi bà tu thì bà lo bà tu đi bà có nội bà đi lo bà kiếm chuyện hết người này tới người kia hết người kia tới người nọ rồi hả bây giờ bà còn đi tìm ông huynh đệ nữa để làm cái gì hả bà có nội thiệt chứ mình không có hiểu là nhiều người nói người ta tu mà người ta có thật sự người ta tu không tu mà không thấy buông bỏ gì trơn tu mà càng ngày càng lố không mà mình không hiểu không mọi người mọi người nghĩ sao vậy nếu như mà ai có ý kiến khác thì cho tôi biết nha Chứ mà đối với tôi là tôi quy chụp cho bà này đó là Đi lên gặp sư Minh Tuệ là để đưa cho Minh Tuệ cái chai nước Trong chai nước đó có cái thuốc gì đó đi nha Vậy thôi Chủ yếu là muốn hại siêu minh tệ thôi chứ không có cái ý tốt nào cho á Theo mọi người thì mọi người nghĩ sao? Mọi người nghe cái đoạn này của bạn Trung Nguyễn đọc nè nha Rồi mới thấy được đó là bà có nội này bà làm gì vậy? Bà trèo tường, bà trèo công ty, bà trèo đồi, trèo núi Bà vượt nhiều thứ trong gai hiệp trở Để bà đi lên bà gặp sư minh tệ để làm cái gì hả mọi người? cũng may là bà bị chặn lại chứ nếu không có hả ông sư minh tuệ mà không cảnh giác mà uống chai nước của bà rồi thôi như xong phim luôn đó mọi người nha theo như các anh chị thì nghĩ coi là là bà đem chai nước ha hay là bà làm cái gì với sư minh tuệ tôi tôi nghĩ bà đem chai nước cho sư minh tuệ uống đó trong đó có cái thuốc đó mọi người nghĩ sao nha nghe bạn trung nguyễn đọc nha mọi người rồi tiếp theo là một cái sự việc của sư cô cảnh tuệ thì một câu điều mà quý vị thắc mắc trung nguyễn cũng đã thắc mắc tại sao sư cảnh tuệ từ yên tử hà tĩnh gì đó mà bà thiếu gì cái hướng bà đi mà tại sao bà uh, đã lên ở xã vinh phương ở nha trang là nơi mà sư minh tuệ ẩn tu mà trước đó xảy ra cái sự là giữa sư cô cảnh tuệ này với sư tịch quang là một cái sự xô đẩy với nhau đấy nói chung là cái gì có lửa cũng có khói chẳng hạn như uh, sự việc của sư tịch quang và sư cảnh tuệ đó tại sao sư tịch quang lại xô đẩy và theo lời kể của sư tịch quang thì quý vị ơi vấn đề đó là do uống chai nước gì đó abc mình ở đây mình cũng chưa có cơ sở nha nhưng uống chai nước đó thì uh, bỗng dưng là À, sư tịch Quang lại tàn hoàng, nói chung là không cái, cái, không còn kiềm chế cái lý trí nữa không biết trong chai nước có gì không rồi, ra cái cái cảnh như vậy thì đây là lời của sư tịch Quang có nói đồng hoàng nhớ vị đấy mà sư cảnh tệ này thật tình là bà ta có tu hay không hay là bà ta đi theo chủ đề phá đầu tiên là dự định chắc phá là phá sư minh tuệ nhưng mà sư minh tuệ ẩn tu bây giờ không vào được nên phá mà sư nhỏ sư nào mà khó uy tín đây thì đem ra phá phách này nọ để mà nói chung là phá người ta hạnh đầu đà đó. Đấy, và bây giờ cái câu chuyện sư tịch quan cũng đã rõ chuyện nhưng mà nhiều người họ đã nắm bắt được thông tin kịp thời và họ đã biết cái nguyên lý nguyên do đó từ đâu ra đó và hiện tại bây giờ người ta đang dìm hàng chỗ bà sư cảnh tuệ này đấy thì bà bây giờ bà lại bà ấy bây giờ bà lại tiếp tục bà đến cái chỗ mà sư minh tuệ ẩn tu đó là xã vĩnh phương đấy mục đích là gì mình cũng không hiểu quý vị đặt câu hỏi đi nếu mà thực tình chủ nguyễn đưa ra cái vấn đề này cô chú anh chị em thí dụ có ai yêu thương bà cảnh tuệ này thì quý vị đặt câu hỏi đi đấy tại sao mà bà tu thiệt mà tại sao thiếu dưỡng đi mà bà đi là cái hướng ngay chân chỗ là xã Bình Phương mà sư Minh Tuệ đang ở tu và Trung Nguyễn đang nghe một cái tin nữa là bà ta lén lút vào bên đó và bị lực lượng chức năng là hốt được đấy rồi uh, chuyển qua về địa phương đấy quý vị thấy nếu mà nếu Trung Nguyễn nói thật nghe nếu ai mà thương chỗ sư cô cảnh tệ thì quý vị nghĩ đi là như thế nào mình đặt hỏi đi bà ta đi xe tới đã đi xe rồi yên tử Hà Tĩnh bà đi xe rồi thì sao bà không lên chỗ mà chúng ta bà lên đó đi mà bà ghé ngang bên chỗ nhà trang đi làm cái gì đó mục đích là gì mình thấy thấy cũng kỳ kỳ ngộ ngộ hay không nha ở đây chú nguyễn không phải chú nguyễn ghét bỏ gì cả nói chung không có ghét gì hết Chú nguyễn chia sẻ với một sự khách quan để cho cô chú anh chị em nắm rõ cái thông tin này bất cứ câu chuyện nào cũng thế để cho quý vị dễ theo dõi thôi chứ mình mang cũng tính chất quy trực quá thì cũng không hay đó nghiệp đó quý vị đó rồi bây giờ chú nguyễn chia sẻ cho quý vị nào à, có một anh thông tin cho chú nguyễn như thế này mà chú nguyễn không biết có chắc chắn một trăm phần trăm hay không nha đó để chú nguyễn uh, là kiểm tra thêm thông tin này nữa chứ bây giờ hiện tại ảnh cũng là người cung cấp video cho chúng nguyễn ngày hôm qua chúng nguyễn gửi đến cho quý vị rồi đó và bây giờ ảnh cũng đã cung cấp cái tin nhắn này cho chúng nguyễn nè Trung Nguyễn cũng lấy lên cho quý vị theo dõi luôn nè Nếu bà ta thực sự đó Đây quý vị Nha Anh viết thế này nè Đây à, Là hồi 15 giờ 2 phút ngày hôm qua Anh viết gấp 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 Ma nữ à, đi vào đường nghĩa trang Leo vào đường à, công ty bia Bị lực lượng tóm lên ha, Tóm lên trục sức khỏi địa phương Đấy thưa quý vị Nếu thật sự thông tin này mà mà thật thì quá trình tuyệt vời bà ta muốn leo lên trở đi làm cái gì ý định của bà ta là làm cái gì thưa quý vị được chưa đấy bởi vì bà ta trung nguyễn đặt hối sau đi xe Bà nó lên vũng tàu bà kiếm được ấn tu kiếm chỗ ấn tu vì sao bà không đi xe tới đó bà ấn tu luôn đi mà bà ghé chỗ vĩnh phương làm gì chỗ thầy minh tuệ đang ở tu làm gì thì hôm nay thì đây ghé đó nghe ảnh đưa thông tin cho trung nguyễn vậy đó là leo và qua đường công ty bia rồi bị lực lượng tóm đó ý là muốn lên đó vô công ty bia rồi công đường đó bắt đầu lên chỗ sư minh tu anh tu đó đi đường nghĩa trang luôn rồi thêm một cái đường gì nữa có ba đường là đấy à, mà thường thường cái đề nghị đường nghĩa trang thì dễ vô nghĩa trang không bay coi cho nghĩa trang trong lỏng mà đi vô thẳng luôn rồi các bạn lén qua cái đường công ty bia đó nhưng mà bị lực lượng tốt rồi mà bà bà đó là cái gì trời nó coi báo người ta nữa gì nhưng mà tôi nói bà nghe là bà có định đó thì bỏ đi bà về bà nuôi con bà đi cho khỏe đời đi nghe nói bà có mấy đứa con đấy đấy ơi bà về bà nuôi con đi bà nội ơi bà đừng có đi vòng vòng nữa bà phá tụng đúng hết trơn rồi nha bây giờ không tin cũng phải không không tin bà ác thì cũng không được rồi bây giờ mục đích bà cái gì kỳ cục quá rồi người ta đồn bà là là là, là đệ tử của sư phụ chắc có thể là có luôn đấy kỳ cục quá rồi tôi thấy bà ngộ lắm nghe đó rồi chú nguyễn phải viết lại sao ạ à? cô chú anh chị ra chia sẻ cho chú nguyễn nghe quý vị sao anh không quay cái video lại tất nhiên là chú nguyễn muốn kiểm chứng lại sự thật có video đó hay không đó thì anh nói sao ạ à? anh nói ở công ty bia không quay được chờ ra rồi nghe nói mới biết à, chờ chờ ra rồi nghe nói mới biết à, có bộ ma tăng theo mấy người luôn đó thì anh à, viết một cái thông tin gửi cho chú nguyễn như thế rồi thì đây chú nguyễn chia sẻ chú bị tham khảo trước đi nếu đây là sự thật để để chú nguyễn điện thêm một anh nữa để coi có hay không đấy và mình nếu mà bà ta còn đáng giảng đó thì cái thông tin này nó không đúng nếu bà ta không còn đáng giảng thì thông tin này bà ta bị trục xuất về khỏi địa phương cũng đúng luôn á đấy mà mà chúng miễn nghĩ là bà ta trục xuất về khỏi địa phương là cũng đem về địa phương cũng đúng thôi đó đúng không ạ đó tại vì ở đâu chứ chỗ đó là khó lắm chỗ đó là lãng giảng được một hai ngày thôi chứ không được lâu đâu mà đặc biệt mặc chiếc áo này chiếc kia đó nè đấy đâu có ai cho lên đó đâu rồi bà này bà lên đó mục đích làm gì ai thương yêu quý không thể trả lời cho chúng nguyễn chúng nguyễn không biết được luôn á chứ là chúng nguyễn cũng không muốn quy chụp ngang nhưng mà thôi bà về bà nuôi con bà đi bà dẹp cái vấn đề mà tu, à, tu hành đi đi tu hành đi đi bộ hành đi bà không thiệt rồi không thiệt người ta không ủng hộ rồi nha nếu bà thiệt là ai cũng ủng hộ rồi đó à, rồi thì thôi trung biển gửi đến quý vị tới đây trung biển cũng xin dừng lại nha quý vị ấn like và chia sẻ giúp trung chú biển thông tin này ngân hàng của anh chị nhận hồ sơ cho vay tiền mua nhà trên rất nhiều tiểu bang khác nhau có rất nhiều chương trình loan không cần chứng minh giấy khai thuế cho việc mua nhà hoặc là lấy tiền ra từ căn nhà của mình nếu như các em vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng muốn mua căn nhà thì ngân hàng của anh chị chỉ cần các em có một tháng có công an việc làm là có thể mua được nhà rồi nếu như anh chị muốn biết thêm chi tiết về việc làm loan vì phải nên mua nhà hoặc bán nhà hãy gọi cho anh chị ở số 626 236 2462 626 236 2462